nay nhà nông mất mùa cả nhà ơi. Nay 2023 đây nhà nước đây chính phủ xuất Ấn Độ ngân xuất khẩu gạo Việt Nam xuất khẩu thì lúa có giá lên làm dịch mà rốt cuộc nhà nông mất mùa. Mưa gió gì rồi đó ngã hết thanh xét hết ngã thanh bành lúa hết. Nhà dân bây giờ đây khổ. Thu hoạch chỗ này là bỏ công rồi, đâu có năng suất đâu. Ngã xét rạc thì sao nhà nông thu hoạch được. Bỏ củ luôn. Tội à.